비추고 Matcha hương vị sô-cô-la bọc dâu tây. Matcha kết hợp cùng sô-cô-la thì không có gì để nói. Tuy nhiên, sự góp mặt kỳ quặc của dâu tây trong combo này thì chắc hẳn không phải ai cũng đủ can đảm để thưởng thức nó. Pizza Kit Kat. Nếu được gọi tên một loại bánh có khả năng thử thách vị giác thì đó chính là món Pizza Kit Kat từ Nhật Bản. Thật khó để mà diễn tả được sự kết hợp khó hiểu giữa sự ngọt ngào của những thanh Kit Kat với gia vị mặn mặn của pizza. Kem với hương vị mực hoặc bạch tuộc. Những cốc kem mát lạnh luôn là sự lựa chọn số 1 cho ngày nắng oi bức. Nhưng với món kem mang hương vị biển cả thế này thì có lẽ mọi người phải cần xem lại. Bánh quy ong. Khoan cho rằng đây là bánh quy bị hư hỏng nhé, bởi đây là món ăn chơi thứ thiệt đấy. Thay vì topping thông thường như nho khô hay đậu phộng, các nhà sản xuất ở Nhật đã nảy ra ý tưởng khá rùng rợn dùng những chú ong còn đầy đủ bộ phận. Hachinoko, ấu trùng ong. Đây là món giàu protein khá quen thuộc ở Nhật. Ấu trùng ong được đem chiên giòn với nước tương và đường có vị ngọt thanh, rất thích hợp để nhâm nhi cùng bia. Hamburger màu đen. Bạn không còn lại gì chiếc bánh burger màu vàng thường thấy, nhưng liệu bạn có dám thử chiếc bánh burger đen được làm từ than tre và mực của loài mực như thế này chưa? Hamburger màu đỏ. Bên cạnh burger màu đen, Nhật Bản còn khiến thực khách há hốc mồm với chiếc bánh màu đỏ rực được nhuộm màu bằng bột cà chua. Người ta còn ví von nó giống như máu của các võ sĩ samurai. Natto. Natto là món ăn đặc trưng của Nhật Bản, bao gồm những hạt đậu nành được luộc chín và lên men để thành những hạt đậu có màu nâu, độ nhờn nhớt cao, có mùi nồng nặc rất khó chịu với người không quen. Được biết khi độ nhớt càng cao thì chất lượng natto càng tốt và vị càng ngọt. Nankatsu. Đây thực chất là món sụn gà chiên giòn hay được bày bán tại các quán ven đường Nhật Bản. Đối với những du khách không quen thì sẽ cảm thấy món này hơi cứng và khó nhai. Pashashi. Một trong những món ăn được đánh giá thuộc top những món ăn kinh dị nhất trên thế giới có tại Nhật, đó là pashashi, thịt ngựa sống. Thịt ngựa được thái thành những lát mỏng, người dùng kèm với gừng, rượu sake và nước tương đậu nành. Shirako. Người dân địa phương Nhật Bản đã chế biến ra món Shirako làm từ tinh trùng cá. Đây là món ăn khá kỳ lạ, hơi mềm và có vị mặn. Shikara. Đây là món hải sản lên men với thành phần chính gồm có hải sản tươi, muối và bột gạo. Sharono Odorigui. Món ăn này bao gồm những chú cá nhỏ xíu, trong suốt, Sharono thả trong một cốc giấm và được thưởng thức khi chúng còn sống. Điều kinh dị của món Sharono Odorigui là khi ăn, bạn vẫn cảm nhận những chú cá nhảy ngọ ngoài trong miệng. Sanachi. Những con bạch tuộc nhỏ tươi sống được cắt thành từng miếng hoặc để nguyên cả con cho lên đĩa trộn với gia vị và dầu mè, xong rồi xơi luôn. Khi ăn, các xúc tu của chúng quằn quại trong miệng, thậm chí các giác hút trên đó đôi khi còn bám chặt vào lưỡi. Fugu. Fugu trong tiếng Nhật có tên gọi cho loài cá nóc có độc, đồng thời là món ăn khiến nhiều người Nhật mê mệt. Vị ngon của Fugu sánh ngang bằng với độ nguy hiểm của nó, bởi phần da và nội tạng của cá nóc Fugu đều có chứa độc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.